Con chào cô Sáu. Cô Sáu ơi, cô thông cảm giùm cho tụi con đi. Cô cho tụi con quẩn lại vài hôm nữa, tụi con có tiền tụi con trả cho cô Sáu được không cô Sáu? Hứa bữa nào hứa mẹ, bữa chắc ăn đi, đừng hứa hoài. Dạ, cho con vài thôi, bữa nữa. Thôi vậy tao cũng đắp rồi, tao về à, hứa chắc ăn nha. Dạ, dạ. Rồi vậy thôi cô về à. Dạ, cảm ơn cô Sáu. Chị nợ nần anh Tính sao thì tính đó. Em không thích là đi tới đi lui đòi nợ kiểu vậy đâu nha. Em cũng biết mà, vợ chồng mình năm nay mất mùa đâu có làm ăn được cái gì đâu. Anh là đàn ông, anh phải lo chứ, nói sao được. Em nói gì lạ vậy? Hai vợ chồng lo em nói gì vậy? Rồi sao rồi, bữa nay tao lại coi vợ chồng mới hứa với tao tiền bạc bữa nay có trả cho tao không? Cô Sáu, con sao? Dạ. Vợ quà đâu ngoài đây? Tao nói chuyện mày nữa, tao kêu vợ quà đâu ngoài cái nói chuyện với tao coi tiền bạc tao bữa nay sao rồi? Tiền bạc á thì bà cho ảnh mượn thì bà tự đòi đi, tôi đâu biết vậy, tôi đâu liên quan. Trời ơi, vợ mà nói chuyện kỳ vậy? Tôi là vậy đó, giờ anh nuôi con đi, lo mà trả nợ, tôi đi rồi đó.
trời ơi, cái cảnh này tao cũng biết nói làm sao nữa. Thôi chúng ta cũng đi về luôn đi. Phải sống đời trách nhiệm tìm kế mưu sinh cho cha mẹ sao vậy? Tại sao? Tại sao mày lại cãi lời ba mày? Tao đẻ mày ra, tao nuôi tụi mày khôn lớn đến ngày hôm nay. Ngược lại, mày là cái đứa con bất hiếu. Tôi thương anh thiệt mà ba. Bây giờ không có thương yêu gì hết. Mày phải trả cái thằng này. Mày trả lại cho nó. Ba ơi, con lại ba, đừng bắt vợ con đi mà. Mày chung con đã lỡ có con với mày rồi. Mày mù, mày lấy gì mày lo cho con gái của tao? Hả? Dạ. Nếu như mày mà không theo tao về hôm nay, tao cắn lưỡi tao đập đầu tao chết cho mày vừa lòng hả? Dạ. Về đâu ba ơi, con thương ảnh. Đi. Ba ơi, ba thương mày vợ chồng theo con tao. Ba ơi, con lại ba, ba đừng bắt vợ con đi mà. Đi. Ba. Ba ơi, đi theo tao. Ba. Đi. Ba ơi, đừng bắt vợ con đi mà. Ba. Ba. Nhìn bầu trời trong xanh. Cảnh hoa thắm xinh.